Chào mừng bạn quay trở lại với con số 9 trong mật mã ngày sinh Những người có con bản mệnh số 9 là những những người mang cho mình cái điều gì? Điều đầu tiên con số 9 là con số tượng, tượng trưng, con số biểu tượng cho mục tiêu Những người này thì cực kỳ tập trung vào mục tiêu của họ Họ sẵn sàng hành động, họ sẵn sàng có ra mục tiêu và sẵn sàng hành động để đạt được mục tiêu đó Đây là một con số vô cùng tuyệt vời Số 9 là số lớn nhất, số 9 là số cũng Vĩnh à, cửu số 9 là số tượng trưng cho cái điều gì lớn lao cái mục tiêu của họ cũng đủ khát khao đủ lớn lao nhiều hơn số 9 là cũng số tượng trưng cho Phật bà Quan Âm à, tượng trưng cho những cái điều gọi là thiện nguyện những cái điều mà rộng lượng có thể bao bọc mọi thứ à, số 9 là số của mục tiêu số của tham vọng số của là những người làm được những việc lớn làm lớn số của những người làm lớn làm những việc lớn và những người mà con số 9 này thì điểm mạnh của họ là gì và điểm yếu của họ là gì? Điểm mạnh của những người có con số 9. Điểm mạnh đầu tiên của những người con số 9 đó là gì ạ? Họ có sự nhân đạo. Như tôi vừa nói, đó là họ mang cho mình cái lòng từ bi, nhị xả, họ nhân đạo. Những người con số 9 là những người mà họ có khả năng tự mình khống chế tốt, tự khống chế bản thân mình, tự khống chế những cái thứ ở bên trong mình, có khả năng khống chế tốt Những người con số 9 là những người có tấm lòng rộng lượng, từ bi, rộng lượng. Từ bi, vì họ tập trung vào những điều lớn, những việc lớn, họ sáng tạo, linh thông. Họ sáng tạo, linh thông. Những người con số 9 là những người yêu hòa bình, họ rất là thân mật và tình cảm. Họ yêu hòa bình. thân mật, tình cảm. Những người có con số 9 là gì ạ? Họ có tinh thần trách nhiệm tốt và họ rất là hiểu người khác. Có tinh thần trách nhiệm tốt và hiểu người khác. Trách nhiệm cao và họ hiểu người À, những người có con số 9 là gì ạ? Họ thành tựu, họ tôn vinh người khác lên và họ sống toàn mỹ. Họ dễ dàng tôn vinh người khác. Đây là những yếu tố vô cùng tuyệt vời, tôn vinh người khác. Và họ sống hoàn mỹ, hoàn hảo. Họ hướng đến sự hoàn mỹ, hướng đến sự hoàn hảo. Điểm yếu của họ Điểm yếu của những người con số 9 đó là họ hay cứng nhắc đôi khi họ thích ngủ hay mơ mộng mơ mộng giữa ban ngày vì họ thích ngủ họ mơ mộng giữa ban ngày họ dễ vào sự tưởng tượng của chính mình họ dễ chìm vào sự tưởng tượng của chính mình chìm vào sự tưởng tượng của chính mình. Những người con số 9 này thì họ có ngành nghề cần họ ngành nghề thích hợp của họ là gì? Ngành nghề thích hợp. Điều đầu tiên đó là gì ạ? Họ có thể làm giáo sư, nghiên cứu. Giáo sư như truyền giáo. Họ có thể làm bác sĩ, Họ có thể là người tu hành. À, họ là làm nghệ thuật. Và con số 9 là cái màu sắc của họ. Đó là màu trắng. Cái màu để tăng số 9 lên. Cái màu để tăng cái chỉ số mục tiêu đi. Cái màu để uh, có thể tăng được cái... Uh, sự từ bi linh thông sáng tạo lên đó là màu trắng chúc các bạn những con người mang số 9 hãy bạn mang bạn đến với thế giới này đều được gửi gắm cho mình một cái nhiệm vụ một cái sứ mệnh vô cùng thiêng liêng và cao cả bạn tìm ra được cái sứ mệnh đó tìm ra được cái nhiệm vụ đó để hoàn thiện nó để làm nó hãy tập trung vào mục tiêu của mình và hoàn thiện mình để đạt được cái mục tiêu đó một cách nhanh chóng nhất chúc bạn đạt được mục tiêu của mình